một trong những nhân vật được đề cử nha. Đó, và một là một trong những nhân vật truyền cảm hứng thì năm nay quay trở lại với chương trình We Try World. Bạn đến với một vai trò là khách mời danh dự thì không biết là cảm xúc của mình so với năm ngoái có gì khác biệt không hả anh em? Dạ, đầu tiên Hen xin phép gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì Hen cảm thấy rất là hồi hộp, đã chuẩn bị từ những ngày trước. Và ngày hôm nay cũng chạy về sớm để đi make up rồi chuẩn bị tất cả mọi thứ để tới đây. Năm nay thì với vai trò là khách mời đặc biệt thì em vô cùng hào hứng. Em thích Future Award bởi vì ngoài cái việc mà mình đồng hành với giải trí thì bên đó là những dự án cộng đồng, những cái điều được chia sẻ từ những cái người rất là truyền cảm hứng từ xã hội. Mình đâu đó mình còn học được rất là nhiều điều nên em cảm thấy vô cùng háo hức. Vậy thì trong các đề cử năm nay Hen quan tâm đặc biệt hay là mình yêu thích đề cử nè, đề cử của ai nữa? Khó quá chị ơi. Cái này chị nói chung cái này khó quá, tại vì bản thân Hen tất cả các mà đề cử năm nay nó đều rất là tuyệt vời. Mỗi đề cử đều có những cái ý nghĩa rất là đặc biệt nên Hen ủng hộ tất cả mọi thứ đến từ We Joy. Okay. Nếu mà được bỏ phiếu là mình bỏ phiếu đều hết đúng không? Cảm ơn Hen rất nhiều và hy vọng là bạn sẽ enjoy buổi tối ngày hôm nay. Đang có mặt trên thảm đỏ là người mẫu Hà Kido và tiếp theo trên thảm đỏ We Joy World là MC Vuta. Không phải là năm nay là năm duy nhất đâu mà hy vọng là những năm sau nữa chúng ta cũng có thể gặp lại Vlog 1977 ở tại We Travel World nhé. Vâng, rất cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn. Trân trọng mời lên thảm đỏ We Joy gia đình em Ngô Việt Cường, học sinh lớp 12 chế tạo hai ô tô sạc điện bằng năng lượng mặt trời, một trong những nhân vật đề cử của We Joy World 2019.
qua mỗi năm của WeJoy thì Chi Pu luôn muốn mang đến những điều mới mẻ, những điều phi thường hơn dành cho WeJoy. Và với một chương trình, một lễ trao giải ý nghĩa như thế này thì chắc chắn là Chi đều muốn đóng góp nhiều hơn qua từng năm. Và trong năm nay thì Chi sẽ đóng góp với nhiều nghệ sĩ khác một ca khúc chủ đề điều phi thường nhỏ bé dành cho WeJoy, và mong rằng là mọi người sẽ theo dõi và đón xem mình đã được. Hồi nãy giờ ở đây á, thì cũng đã có phát bài hát đó rồi mà chị cũng đã nghe được rồi. Và năm nay không chỉ là mình giữ vai trò là nghệ sĩ thể hiện ca khúc chủ đề mà mình cũng có đề cử ở trong này nữa, đúng không nè? Và không biết là khi mà được đề cử trong năm nay thì cảm xúc của chị Bu như thế nào? Mình có tự tin về cái chiến thắng của mình trong đêm nay không? Thực sự khi mà được đề cử vào bất kỳ hạng mục gì trong WeJoy thì đầu tiên là cảm giác rất là vinh dự và tự hào nữa, vì chắc chắn là trong năm qua mình cũng đã có những thành quả, cũng đã làm việc một cách rất là siêng năng cần cù thì mới được đề cử như vậy. Và chị mong rằng là xuất hiện trên thảm đỏ lúc này là Vlog Giang ơi và anh bạn thân sẽ đem đến chị một cái gì đó. Cảm ơn chị Bu rất nhiều và hy vọng là sẽ gặp lại chị Bu ở bên trong với một điều bất ngờ phi thường nhé.
cả các bạn. Ngày hôm nay thì Vinh rất là vui bởi vì Vinh lần đầu tiên mới được tham dự. Những năm trước thì năm nào Vinh cũng bị bận lịch hết. Và ngày hôm nay thì trước hết tới đây là gặp gỡ được những người quen ở trong show trong nghề của mình thì rất là vui. Hy vọng là mình sẽ có một đêm rất là đáng nhớ. Anh cứ yên tâm, We Travel World luôn là những đêm đáng nhớ, năm nào cũng vậy. Hẹn gặp anh vào bên trong ạ. Xin mời xuất hiện trên hầm đỏ We Travel World, bộ đôi ca sĩ.